Biết đâu nhiều. Tiếp tục công việc cũng sao. Đây là phần quan trọng nhất. Bây giờ gắn mạch này. Zika. Mạch này thì quá là quen thuộc rồi. Cả với nhiệt nữa, xúc tạm ra. Kết nối dây nguồn nhé. Đây cái nhìn cái chữ B đâu, chữ B này gắn vào pin, gắn vào cái chỗ này này. Đấy, chỗ đầu tiên đấy. Người đầu tiên biết đến nỗi buồn. Ok, để đến dây nguồn nhé. Mình mua mạch này là mạch 24S. Thì cái dây này thì không nói, nhưng cái dây này này bỏ vớt đi 4 dây nhé. Trọng, mình sẽ giúp không dùng vứt tạ đi, đỡ đéo. Đây, tính được cái cuối này. Cái dây ra này. 1 2 3 4 một chiếc bà rồi uống hai cái rồi thấy đau nhỉ. Hai này ba này bốn này, 4 giây. Cái này dùng ống nghe nhé. Ống nghe, ống nghe, ống nghe. Phát đầu tiên là dây âm nhé. Đây, cái dây âm này, thì vào vị trí chỗ này. Cái này để mình chấm hết toàn bộ các dấu luôn nhé. Hơi bị khoai đấy.
Ok. Ví dụ cái này đầu tiên nhá, nó đây nhá. Con này dùng ống ghen này nhá. Dây mình cũng khá lười ấy. Bây giờ không có thời gian làm nào, không phải cắt đâu. Đây nha nhá. Như này tí nữa mình sẽ ấy là cái như này. Một nó đây xong rồi tí nữa độ cao lên lên phát chết cứng luôn. Đảm bảo đi chẳng one shot on kill luôn. Cái đây, vị trí cái chỗ này xong đến cái chỗ này nhảy cóc luôn nhá. Đây dây này, nhảy cóc luôn sợi dây thứ hai này nhá. Thằng hàng mình tắt cho nó nhanh, thằng hàng kia cứ đi dò dò từng bên một lâu lắm. Các bạn làm quen rồi làm cho mình nhé. Nhưng làm sao tí chỉ cần đo nó chạy từ đầu đến cuối là được rồi. Xe này xe X-Men 30A nhé. Có lượng di chuyển được là 70-80 cây được sạc. Mỗi lượng sạc 46 tiếng. Cái dây này nhá, cái dây kia nhá. Cái kia mình lấy cái dây này, cái sợi này. Vị trí cho này.
Rồi ok, để xong mặt trước nhé. Xong mặt sau nhé. Mặt sau nhớ lại góc này nhé. Đây, mặt sau góc đầu tiên từ đây. Chạy thằng này rút. Nhé. Và lấy cái dây đen thôi thì lấy dây thứ hai này vào đây không, mình cắt thành loạt nhé. Rồi, ok, bắt đầu lại nhé. Đây là dây thứ hai của cạnh dây màu đen nhé. Thì nó vào cái chỗ này này. Thôi, để cóc thôi.
Hết cái dây này rồi, sang dây bên kia đi. Đây cái đầu tiên này. Rồi, ok, bây giờ đến phần quan trọng nhất, đo nhá. Này đây. Cái dây đâu? Đây nhá. Bắt đầu dây này, dây đen đầu tiên thì đến từ vị trí chỗ này nhá. Cái đầu tiên này. 3 6 9 10. Ô sai con mẹ nó rồi. Dây 23. 23 với cả 23 19 thì nhầm nhau rồi. Sẽ chạy theo vị trí như này nha. 19 này. 22. 31. 39. 62. 65. 65. Ok, bị nhầm mất mấy giây chỗ này nhá. Đây này. 23 này. Dây số 16. 23. Nhầm hai cái dây 16 16 16 và 23 thì nhá. Bây giờ để tìm như nào nhá, 16 nó sẽ là mặt chặn cái dây âm để vào đây để mình nhớ dễ với dò nhá. Đây nhá, đo này, 9 này, 23 này, 16 này. Đây nhầm hai cái dây, nhầm hai cái này thôi. Đây nhá, 10, đây nhá, 16 này, 23 này, là cái dò sửa mỗi hai cái này thôi. Phát 1. Lại nhé. Đây, dây âm nó vẫn ở vị trí ở chỗ này nhé. Chạy này. 3 6 9 13 16 19 23 rồi, ok đây nha. 26 29 32 36 39 42 46 rồi, kìa đâu. Bốn chín, năm hai, năm năm, năm chín, sáu hai, sáu năm, hai cái cuối cùng là 65 nhé. Rồi, ok, xong, chốt. Đây nó có hai cái rắc hơi lằng nhằng rồi. Cái cũ không sao đâu. Đấy nhá, cái rắc đen xì luôn luôn ra số 1. Đây là bài âm rồi, nhìn không?
Đây, cái rắc ngoài cùng luôn là rắc cấp nguồn cho mạch. Nên nó ra nó nằm ra ngoài cùng, đây cái cùng này. B cộng này. Đó. Thừa mấy cái dây 24, 23, 22, 21 cắt hết. Thừa là cắt. Rồi, ok xong. Đồng hồ này ăn nó sẽ cần theo một cái đồng hồ JK nhé, cái đồng hồ được dùng để khởi động mạch đấy nhé. Nó sẽ có một cái rắc ở ngay dưới cái rắc số 1 này này, rắc cho nào cầm đúng chỗ đấy là được rồi. Rồi ok khởi động mạch nhé. Rồi 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 ok mạch lên rồi. Mấy hôm mình sẽ hướng dẫn anh kia, hướng dẫn anh em cách cài. Cái này phải đẩy ra màn hình đấy nhá. Ok.